Xin chào các bạn, hôm nay thì mình có một cái món đồ chơi dành cho các bạn yêu thích chơi game trên smartphone. Đây là chiếc tay cầm chơi game dành cho điện thoại Razer Kishi. Và đây sẽ là phiên bản dành cho iPhone. Ngoài ra thì em nó còn có phiên bản hỗ trợ Android nữa. Mức giá hiện tại sẽ rơi vào khoảng 2.390.000. Link mua thì mình sẽ để phần mô tả cho các bạn nhé. Cũng tương đối là hại thận đúng không nào? Rồi, thì mình sẽ mở hộp luôn cho các bạn. Thực ra là mình mở trước rồi. Trong hộp thì cũng đơn giản thôi. Tay cầm của chúng ta đây. Các bạn sẽ có hai cái đế như này để có thể lắp vào các máy với kích thước khác nhau. Sách hướng dẫn sử dụng thì thôi, bỏ qua một bên nhé. Tay cầm thì sẽ có rất nhiều nút. Các bạn sẽ có hai cái joystick này, bốn phím điều hướng X, Y, A, B, 3 chấm, Home và Menu. Cũng như các bạn sẽ có bốn cái phím trigger ở phía trên, bao gồm L1, L2 và R1, R2. Phía dưới các bạn sẽ có một cổng Lightning dùng để sạc cho chiếc iPhone trong quá trình chơi game. Còn bản thân chiếc tay cầm thì các bạn sẽ không cần phải sạc pin, bởi vì nó sẽ dùng điện trực tiếp từ chiếc iPhone nhé. Đây, các bạn thấy rắc Lightning này. Để bắt đầu sử dụng thì các bạn sẽ lật ra mặt sau và gạt hai cái nẫy ở đây. Đó. Sau đó kéo ra. Nó có thể co giãn nhé. Tất nhiên là phải lắp đúng chiều rồi. Một đầu thì các bạn sẽ cắm vào cổng Lightning này. Đó. Ok. Sau khi lắp xong thì chiếc iPhone của mình trở nên rất là dài luôn. Tuy nhiên, mình phát hiện ra một nhược điểm nhá. Cũng có thể gọi là một điểm chưa hoàn thiện cho lắm. Ở phía cạnh dưới thì rất là chắc chắn, ok. Tuy nhiên, ở phía cạnh trên này, nó sẽ hơi lắc lư một chút như thế này. Đó. Tất nhiên là trong quá trình chơi game thì các bạn sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Chỉ là mình cảm thấy nó hoàn thiện chưa cao mà thôi. Rồi. Và mình có đọc qua hướng dẫn sử dụng thì các bạn sẽ phải download một cái app tên là Kishi ở trên kho ứng dụng. Tuy nhiên khi mình mở lên thì cái app nó cứ hiện mãi là cái tay cầm của mình đang update. Mình có thử download ở trên Android ấy, thì nó sẽ hoàn thiện hơn. Đây, các bạn có thể vào đây để tải một số tựa game được hỗ trợ tay cầm này. Đó. Còn trên iPhone thì chưa dùng được nhá. Nhưng mà thôi, mình cứ tải game về mà chiến thôi. Đây, mình có thử bằng app controller này thì tay cầm đã nhận rồi mà. Một tựa game mình rất hay sử dụng để đo hiệu năng giữa các máy, Genshin Impact. Trước đó thì các bạn sẽ phải vào trong setting và chọn thiết bị điều khiển là tay cầm nhé. Đây. Sau đó các bạn có thể thấy này, màn hình rất là rộng rãi luôn. Các icon được thu nhỏ lại, cũng như tay của mình sẽ không che đi màn hình. Vậy nên là trải nghiệm chơi game cực kỳ đã. Với những tựa game chặt chém kiểu này ấy, thì các bạn dùng phím cứng sẽ sướng hơn rất nhiều luôn. Đừng hòng. Cộng với cả phím của Razer làm ấy, thì cực kỳ là xịn. Phím bấm rất là chắc, nó không bị dơ như kiểu tay cầm giá rẻ. Hai cái joystick này cực kỳ chuẩn và độ nặng rất vừa phải. Rất nhiều tựa game trên Apple Arcade thì cũng sẽ hỗ trợ tay cầm này. Ví dụ như tựa game Ocean 2 mình đang chơi đây. Màn hình sẽ không còn các phím bấm nữa, cũng như tay của mình không che màn hình, nên là trải nghiệm chơi game cực kỳ tuyệt vời luôn. Như kiểu là các bạn chơi trên Nintendo Switch vậy. Kể cả là một tựa game bắn súng thì cũng sẽ hỗ trợ cái tay cầm này. Tuy nhiên mình chưa quen cái kiểu điều khiển này lắm. Đó, chết rồi. Chắc là sẽ phải mất một chút thời gian để làm quen. Thôi, lại chết rồi. Nói chung là bắn súng bằng joystick thì khá là khó. Rất tiếc là hiện tại thì tay cầm này vẫn chưa hỗ trợ các tựa game phổ biến như là Tốc Chiến này hay là PUBG Mobile. Tuy nhiên, Razer có đưa ra thông tin là trong thời gian sắp tới thì họ sẽ bổ sung tính năng gắn phím cho các thao tác cảm ứng. Tức là các bạn có thể gắn một hành động bấm phím bất kỳ cho một thao tác cảm ứng trên màn hình. Lúc đó thì các bạn có thể chơi được tất cả các tựa game luôn. Hy vọng là hãng sẽ sớm bổ sung tính năng này. Vậy thì các bạn đánh giá thế nào về chiếc tay cầm Razer Kishi này? Nếu có đủ thận thì các bạn có mua hay không? Link mua thì mình cũng sẽ để phần mô tả và bình luận cho các bạn. Giờ thì xin chào, bye!